Chào mừng các anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Vidia Shop. Xin chào các bạn, Vidia. Rồi hôm nay mình giới thiệu cho các bạn men laptop MT3400. Nó là một cái men hai kênh. 400 này là ba số cuối là nó ghi quyết định là một kênh nó có thể tải 400W. Còn cái số 3 này là cái mẫu mới của laptop, và giống mặt nhìn nó đơn giản, nó có thể tải được 3 cái lò 6 phần 6, là nó đục xuống thành hai ôm. Nhưng mà nó có thể thôi, không có ai chơi hai ôm thì ảnh hưởng đến men lắm. Đây, mặt trước của nó là nó vừa có thể chơi được tận lo, mình có thể chơi cái này. Nó rất có tiện lợi một cái là giống mặt như bây giờ mình có hai cái lo mà muốn đấu song song thì một cái mình bán vào đây, cái còn lại mình đi vô cộng. Những cái men khác không có cái này thì hai cái lo mình đấu lại mình đưa vô một cụm thì rất khó dặn, nó cực hơn chút xíu. Còn này có, nó rất cái tiện của nó là cái tiện thứ nhất. Cái thứ hai nó có tiện cái này là các bạn thấy số 3 trừ là có thể đánh vào cái men hai ôm xuống là hai ôm á. Nhưng mà nó dở hơn những cái men khác ở chỗ là nó không có thể đánh ride là giống hệt như là mình có một cái súp hơi 800W, mà bây giờ mình có một cái men này, mình muốn tải hai men lại ride để tải đúng nó. Một kênh nó là 400 cộng lại hai kênh là 800, tải được cái súp hơi, nhưng mà nó không có chức năng đó. Còn cái thứ hai nó lợi thế hơn cái này nữa là nó đánh từ 0 dB, 26 dB, 1.4V. Thường thường tất cả các men nào cũng vậy, mình nên gặt về 0 dB. Còn những cái men khác thì nó có ghi ba cái là 0.75, 1V, 1.5V. Tất cả anh em kỹ thuật đi thì cũng đều gặt về 0.75 hết. Còn đây cái men này nó cũng có thể là nối tiếp. Cái này là sao, tại sao nó ghi là cái này là đực, cái này đực, tôi nghĩ như mỗi kênh. Và giống hệt như bây giờ mình có thêm một cái men nữa, mình có hai cái lò nữa. Bây giờ nếu mình đấu vô sọt rau, nó không có cái này thì mình bắt buộc mình phải đấu vô sọt rau. Tại vì ML với MR nó có 2 dây thôi, thì mình có thêm một cái men nữa, mình gắn vô đây, nó tiếp vô đây. Mình đưa xong hai cái này, xong mình có hai cọng dây cái này chìm lên MR của mixer kỹ thuật số, thì bốn cái lo nó sẽ đi chung vô ML với MR ra rất là hay. Nhiều cái men nó sẽ không có cái này, chỉ có hai cái này thôi. Ok. Bây giờ mà anh em đi em mình test thử con MT3400 này nha. Con MT3400 này nè, các bạn nhìn, nói chung là giá cả cũng ok. Men thì nó rất nặng nha các bạn, 22 cân. À, nặng lắm. Nhìn từ trên xuống dưới bên hông rồi nói chung là rất là ok. Nó có cái khuyết điểm nhỏ nhỏ thôi, đó là chữ. Các bạn nhìn thấy nè, laptop logo cũng rất đẹp. Cái vòng tròn của mỗi kênh thì nó làm như đây thì nhìn, nếu mà khách hàng theo mình là khách hàng nó rất yếu đuối thôi. Nói chung cái xác suất khách nó thích đó thì nó hơi giảm chút xíu. Cái này là y như mấy cái men CA, rồi mấy cái men mà Trung Quốc, nó chỉ yếu cái này thôi. Nút nguồn cũng vậy, nút nguồn nó cũng không được phát xạo mấy. Cái đó là cái điểm yếu của nó. MT3400 mình có thể làm cái chữ nhỏ một chút xíu, ok, màu chữ nó sắc hơn. Neto nha các bạn, test lo Neto 3 tấc. Công suất của nó là 300W. Này là tải truyền sức qua cầu. Men này có thể tải được thêm một cặp Neso này nữa. Bây giờ là mình đang dặn maximum mỗi kênh nha. Không có lực này.
cỡ 3 giờ là nhạc nó cũng đánh là ok. Maximum là đánh chuẩn lực, nhưng mà nó sẽ dở hơn tất cả các mang khác ở chút xíu ở chỗ là mình đang test bài là cô không không về. Nhạc đánh rất là hay, bass chép rất là hay, nhưng mà lên thì các bạn cũng coi đó, tiếng bass nó đánh chân á. Mình đang chơi là Canon GAV, GAV là 3.5 thì mình chỉ cần dặn kênh lên thôi, mình cũng là cũng full chút xíu thôi. Ok, xin chào tất cả mọi người, hẹn gặp lại ở video lần sau. Cảm ơn bạn đã xem hết video trên kênh của shop mình. Đăng ký kênh để cập nhật những sản phẩm thiết bị karaoke hay nhất. Và có ai muốn mua hàng thì giới thiệu giúp shop mình với. Số điện thoại liên hệ ngay bên dưới tiêu đề video nhé.